Tiếp theo ngay sau đây, thì Hoàng Đình Nam xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị trên ngày mai, ngày 3 tháng 4 năm 2024, tức ngày 25 tháng 2 âm lịch, vào đúng 19 giờ, đoàn nghệ thuật hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh đảm trách sẽ lên bàn phụng cúng, làm lễ đại bội, và sau đó sẽ là chọn kịch bản tiết đinh sang chinh tây. Và đặc biệt tối ngày mai, đoàn Ngọc Khanh sẽ tăng cường về hai nghệ sĩ mà quý vị rất là yêu mến, đó là Sao Nói Ngôi Lê Nguyễn Trường Giang và Ngôi Sao Sân Khấu nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Nên rất mong quý vị chúng ta sẽ đến đây để xem mà chọn vở tuồng rất là đặc sắc tiết đinh sang chinh tây và cổ vũ cho nhiều người đến đây cùng xem nha quý vị nha. Và trở lại với chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, thì ngay bây giờ Hoàng Lê Nam xin phép được mời tất cả quý vị chúng ta cùng cười thả ga với một tiểu phẩm hài rất là dễ thương. Tiểu phẩm hài được mang tên Cha Con Thời Hiện Đại, và chúng ta sẽ cùng được thưởng thức qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ Duy Quốc, Lê Nam và nghệ sĩ Hồng Tài. Một tràng pháo tay thật lớn để tiểu phẩm Cha Con Thời Hiện Đại xin phép được bắt đầu. Bà con ở Thuận An mình khỏe không? Khỏe. Bà con ở Thuận An mình khỏe là tôi vui rồi. Trời ơi, tao nói bây giờ sức khỏe là số 1 mà. Đó, tao nói vui dữ lắm. Bữa nay đó, lễ hội ở Thuận An mình đó nè. Ôi ôi, bà con ai cũng đi dập diều ở trên. Tôi mừng vui á, tôi cũng sửa soạn đi nè. Mà tôi chờ cái thằng con tôi nó về, nắng tôi giao nhà nó, rồi tôi mới đi. Đó. Ủa, ai ở trước cửa vậy? Ai, cái gì? Dạ, xin chào bà con cô bác ạ. Dạ. Ơi, chuyện gì chú Nam? Chú gì bực bội muốn chết luôn. Anh vừa phải chứ anh nghĩ sao mà hả, về gia đình của anh đúng không, anh phải gọi là biết điều khiển gia đình của anh chứ. Anh nghĩ sao anh để cha anh qua nhà phá nhà tôi vậy? Tôi nể là cha anh chứ không phải là cha anh là trời ơi nha. Đã chú nói sao chứ, cha tôi chết lâu rồi mà. Ủa chứ cái thằng có râu qua nhà tôi là thằng nào? Có râu ở dưới này phải không? Thằng có râu ở dưới đó con tôi. Có chắc con không? Con tôi. Ủa sao nó không giống miếng nào vậy trời? Sao nó vàng anh vậy? Trời ơi, nó ăn nhậu riết mà nó già vậy đó. Kêu nó bớt ăn nhậu lên đi. Mà chú, sao mà chú qua đây rồi chú làm một hơi vô mặt tôi là sao chuyện gì? Sao không làm một hơi? Trời đất ơi, nó qua tới nhà tôi hỏi anh nó xỉn rồi. Nó như người ta, nó qua nhà nó chào tôi nó về là được rồi. Nó nghĩ sao nó hỏi là anh Nam ơi toilet ở đâu? Tôi chưa kịp chỉ. Rồi nó làm sao? Nó mở cái tủ lạnh ra đi luôn trong đó. Rồi nó có nói gì không? Nóng chứ. Nó ra nó còn nói tôi nè. Anh Nam, nhà anh có cái toilet mát, máy lạnh, trong đó đồ ăn đầy đủ, muốn ăn gì ăn, phải tức không? Trời ơi, rồi chúng chú nói sao á, rồi còn gì nữa không? Còn cái gì nữa bây giờ nè, cái tủ lạnh thì tôi đang lo nè, đang lo nè. Lo vụ gì? Bây giờ vợ tôi nè, vợ như không biết vợ ra tưởng trà đá uống rồi sao? Trời ơi, bà này, chú mắng vốn qua tôi là bà chú sai rồi. Sao sai? Má nó đẻ nó thì chú mắng vốn rồi kim má nó. Trời ơi, anh nói gì mà anh nghe được nè. Tôi nói nghe, tại sao lại mắng vốn má nó mà không mắng vốn anh? Tại vì má nó đẻ nó ra chứ đâu phải tôi đẻ nó ra. Dạ anh ơi, má nó là trung tâm tiếp nhận. Còn anh là trực tiếp giao hàng. Anh giao ba cái hàng phế phẩm, phế liệu, nó mới ra cái hàng phế thải gì đó. Tôi xin lỗi chú nghe, hàng tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao nghe. Không có cao, hàng anh lùng lắm. Không, mà điều chất lượng cao lắm. Cái này là tại cái máy của bà đó. Máy sao? Cái máy của bà nó bị hư sên cam, thấy xì xúc bắp vậy đó. Bậy nó bà không mà, tôi chưa đâu. Trước tôi đang đãi bạn bè tôi nhậu. Như người ta vô, ta ngồi, ta nhậu được rồi. Nó đòi nhậu với ba má tôi. Mà ba má tôi đâu còn nữa, ba má tôi ở trên bàn thờ. Rồi sao? Rồi nó leo lên, nó cụm ly, nó cụm ông nội nó trên đó hả? Trời ơi. Nó cụm cái gì? Trời ơi. Ba tôi chụp hình vui gần chết luôn, nó lên ngồi gần kế bên, ba tôi khóc luôn á. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Còn rất nhiều thứ rồi, bây giờ tôi nói hả? Chén, bát, nhà, cửa, nó nói đập tan nát hết. Trời ơi. Không còn cái gì ra cái nhà tôi nữa. Banh chành hết luôn. Trời ơi. Bây giờ anh liệu hồn làm sao nha, anh về anh dạy con anh nha. Anh kêu nó sao mà qua nhà tôi dọn dẹp là nhà cửa, để nhà tôi trở lại hiện trạng ban đầu nha. Y chang nha. Khác một cái nha, là tới công chuyện với tôi liền, nghe chưa? Thôi, tôi hiểu đầu đuôi rồi. Bây giờ vậy nghe chú Nam nha. Bây giờ để tôi sẽ lôi đồng nó về đây. Đó rồi tôi sẽ bắt nó qua
à, xin lỗi gia đình của chú và tôi hứa sẽ bồi thường và đưa nhà của chú về vị trí ban đầu, được phải chưa? Phải bắt nó quỳ gối từ đầu ngõ vô trong nhà tới tôi. Quỳ gối từ ngoài ngõ vô. Tôi giận quá mà. Ba tôi mà nó còn không tha nữa. Rồi, hứa luôn. Hứa chưa? Hứa luôn. Tôi về à, mà không xử là chết với tôi, tôi nói trước rồi đó. Đừng buồn nghe chú Nam. Rồi, biết rồi. Trời ơi. Sáng sớm đất giấc quốc vô một ly đạch tê. Hồng Tài xin kính chào ông bà, cô bác, quý đại các, cô nhân, quý canh tân, công tử, mấy tên nữa chưa chồng nhà mấy em đi đồng, con đến nhà trẻ. Ngon quá ha. Nhậu, nhậu làm ly. Nhậu ai nhậu, làm ly nè. Còn ly nào nữa không? Trời ơi, hết ly này còn ly khác. Tăng, 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 tăng. Tăng, 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 còn cái nào nữa không? Xin lỗi tía, tăng, 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 tăng. Sơ cua nè, cho mày sơ cua. Mày còn cái nào nữa, tao quỳ xuống đây tao lại mày đó. Tăng, 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 tăng. Trời ơi, bà con coi đó ly mà nó dắt như lựu đạn vậy. Nhưng đó. Mỗi lần nhậu tía giật ly hoài, ly đâu tôi nhậu. Trời ơi, mày ăn nhậu hay quá. Cái gì? Mày ăn nhậu hay quá, mày qua nhà của chú Nam mày. Trời ơi, mày quẩy bánh chành nhà người ta, mày đập đồ. Rồi mày còn rồi ở cái làm gì trong tủ lạnh nhà ta tùm lum tà la kìa. Trời ơi, thì tại nhà trả giàu quá rồi mình đi vô mình phải quậy một bữa cho nó vui chứ. Trời ơi, chết tao rồi. Trời ơi nè, chưa nói đâu. Con vợ mày đó. Nó bán hủ tiếu gõ không ai bưng phụ nó la làng ở ngoài hồi nãy giờ kìa. Cậy nó đi, con quê nó rồi, con mắc, bán. Mắc gì quê nó. Hỏi tía, ngày qua con đi nhậu về cái nó bới cơm cho con ăn à. Nó bới hey. Mày vô duyên quá, mày ăn nhậu vậy tao bới cơm cho mày ăn, mày đòi gì nữa? Con không quê nó mà quê con chó. Ủa là sao? Con đang ăn, con chó nó ngồi. Ủa tao chưa hiểu. Cái chén con đang ăn là của con chó. Ừ, đó. Trời ơi, thì nó gấp quá, nó lấy lộn chén chó cho mày ăn, có gì đâu quê người ta. Lộn ác gì hả? Nè nè, trời ơi, mày biết mày lo cho vợ mày không được đó, hồi xưa gặp nó mày đừng có dê. Thì hỏi hết mấy người ông đàn ông ở đây coi. Sao? Đàn ông phải có máu dê. Tại vì con gái nó cà kê mới có bầu. Trời ơi, lúc này mày ăn nhậu với mày lẻo mép. Trời ơi, con vợ mày nó nói mày á. Nói đó, đó, nhậu không mà ra đó. Nhậu nhậu, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu. Nhậu riết là lý sự đó, là rượu không đó. Tía sỉ nhục tôi được, đừng sỉ nhục rượu nha. Bắt gì tao nói rượu được. Người ta lấy tên mấy ông vua, tao đặt cho rượu đó tía. Ông vua nào đâu? Bên gọi là bên Pháp có ông vua Napoleon. Có rượu Napoleon. Bên Trung Quốc có ông vua Càn Long. Có rượu Càn Long. Đúng rồi. Việt Nam mình có luôn. Có luôn. Rượu Minh Mạng. Là vua Minh Mạng. Đúng rồi. Ngộ he, ta lấy tên mấy ông vua ta đặt cho rượu không he. Dạ. Cho tí hỏi một câu nghe. Hỏi gì? Ông vua Chuối Hộp nằm ở nước nào con? Rồi ông già cắt cớ không làm gì có vua Chuối Hộp. Sợ mày. Trời ơi, người ta đó, ta có tiệc, có tùng gì ta mới nhậu. Mày sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu. Nhậu như mày không sợ cháy ruột, cháy gan mày hả? Cổ hủ nữa, cổ hủ nữa. Bây giờ, thời buổi bây giờ là tim gan phèo phổi hư thay được hết. Thay được hết luôn. Tim gan phèo phổi, có cái thay không được. Có cái thay không được. Không được. Ê, cái đó tía có không? Tía con cái còn con cái. Ê, cái tao với cái mày giống nhau không? Hả? Sao giống nhau được? Tía già nó phải bạc hơn chứ. Rốt cái đó là cái gì? Cái đó là cái đầu. Sao cái đầu? Con hỏi tía tim gan phè mỏi hư thay được. Có cái đầu này gắn qua cái đầu kia ông nào. Trời ơi, lúc này mày trả treo mày lý sự quá. Tao sợ mày quá. Tôi mày làm ở mày ra mày bưng hủ tiếu gõ giờ vợ mày đi nó chửi lên ông sụm ngoài kìa. Rồi bây giờ tía muốn ra phụ vợ con phải không? Tía có cách nào làm tâm phục khẩu phục ra phụ vợ con? Tự nhiên chị vợ chồng mấy cái lâu tao vô à? Giờ gấp rút tới nơi rồi chơi trò gì đây? Trời ơi, đây bà con cô bác mình đông nè, mình thi chúc đi. Đúng rồi, gặp bà con đông như vậy mình phải chúc chứ. Chấp mày chúc trước. Phải không? Tiếng nghe con chúc nha. Rồi. Chúc cho cô bác láng giềng tiền vô như nước, tràn trề như bia. Trời. Chúc anh làm lũng sớm khuya, chiều về họp mặt cái ly chia nhậu đều. Trời ơi. Chúc em nhậu sáng tới chiều, cuộc đời bay bổng như diều lên mây. Xí. Vậy. Sao mày chúc nhỏ nhỏ không, không chúc người lớn mày? Chúc người lớn phải không? Chúc chú càng nhậu càng hay. Giỏi. Nhậu không đừng quậy khỏi gây phiền hà. Tốt. Chúc cho các bụ các bà. Sao? Ai ai cũng nhậu cả nhà cùng say. Lời chúc của em nếu hay tay đâu không vỗ cho em đây vui lòng. Trời ơi, mày chúc cảm ơn được. Cảm ơn bà con. Mày chúc nhậu hoài. Sức khỏe nào mày chịu nổi. Nghe tía chúc học hỏi nè. Dạ. Dạ.
Lời nói đầu tiên Tư Cổ Cò, tôi xin chúc cho toàn thể bà con ở Thuận An mình sao có một sức khỏe vô cùng bền bỉ. Wow. Chúc quý vị trong túi lúc nào cũng có bạc tỷ. Có lý. Nhà mình thì xây cao bút chỉ. Đúng rồi. Con cháu ăn học thành kỹ sư, bác sĩ. Hay quá. Gia đình của mình lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ. Làm ăn tiền vô bỉ bỉ mà tiền ra rỉ rỉ. Trời. Chúc quý vị mỗi tháng đi sắm vàng khoảng 5-70 chỉ. Dạ lời tôi chúc tới đây tỉ mỉ và quý vị nghe được xin tặng một tràng pháo tay nghe cho ầm ĩ. Quá dữ, có cò dữ ha. Dễ ăn đâu con. À như vậy là mới có một điều, bây giờ tập 2. Tập 2 chơi gì? Thi ca đi. Đây, hay đố đi. Chí tệ chơi. Chí tệ, đố chí tệ. Đố vui hả? À đố vui đi. Chơi tròn nít thôi, ta chấp mày đố luôn á. Thấy không? Ừ. Nghe thì kỹ nha. Ừ. Con đố tía có hai con rùa, một đực một cái bò vô hang, 15 phút sau con nào bò ra trước? Cái con đó. Ê! Gì hả? Dĩ nhiên ai biết con nào bò ra trước. Vậy mà con biết. Mày biết phải không? Biết. Tại chị thua con rùa nào bò ra trước? Rùa đực bò ra trước. Tại sao con rùa cái không bò? Nó đang nằm ngửa trong hang sao nó bò? Mấy ổng cười kìa. Nè, rồi mày đố tía động vật không? Tía đố mày lại động vật. Nghe. Nghe. Tía đố con động vật nào có vú biết bay? Trời ơi, cái đó mấy đứa nít 5 tuổi còn biết nữa tía ơi. Mày đáp đi. Động vật có vú biết bay là con dơi. Trật. Con khủng long. Sai. Con chịu thua tía, động vật nào có vú biết bay? Tiếp viên hàng không. Trời ơi, ông già này cay dữ rồi nha. Vậy mới là vừa với mày. Đã, bây giờ vậy mình thi ca đi. Giờ tới ca phải không? Một điều là thi ca. Mày ngủ ngáy còn đâm hơi nữa cả mày. Rồi. Ca vậy? Con ca mà con còn sáng tác cái bài này để phục vụ ở đây á. Mày sáng tác bài gì? Giọt lệ người say. Trời ơi, say có giọt lệ nữa. Ừ. Mày nói tin bây giờ mày ca tao mới tin. Phải không? Tí đếm 1, 2, 3 cái con quất liền nè. Rồi, vô phải không? Chào. 1, 2, 3. Ca. Không ai vỗ tay sao cá? Trời ơi, vỗ tay dùm quý vị ơi, này nó khó hơn Đàm Vĩnh Hưng. Rồi, vô. Ngày xưa ai thích nhậu lề đường. Mày á. Ngày quái nhậu hàng dương. Tôi, chính tôi ngày xưa đó. Hay đo đường, hay lọt xuống đường mưa. Giờ đây tôi đã bị tiểu đường. Chưa. Đời tôi sẽ nhiều lắm tai ương. Tôi ngỡ đâu nhậu là sung sướng. Có ai ngờ nhậu nhiều đi gặp Diêm Vương. Trời, vậy cũng nói sáng tác. Vua sáng tác ở cổ cò nè. Phải không? Để không tin đâu. Không. Hôm nay bà con đông vui vậy nè. Tí hát tặng con với bà con bài hát. Tí sáng tác được mang tên. Bài gì? Nụ hôn đầu đời. Mời tía. Rồi, để vô, bà hai, đi vô ba, nha. Vô tía. Hai ba, vô. Từ ngày chưa yêu em. Sao? Răng của anh nó vừa trắng vừa đều. Có lý. Rồi từ khi yêu em. Sao nữa? Răng của anh nó mòn đi chút xíu. Trời ơi. Xưa hôn em một lần má ơi. Về đau răng gần chết à. Anh hôn em nhiều lần, hàm răng anh đi gần hết. Thôi nhé em, nếu mình còn hôn nữa sẽ có ngày anh hết răng. Hay quá. Giỡn chơi mày. Nhưng mà tiếng hơi xét. Giỡn chơi tại trẻ tía. Như vậy là hai thằng mình chưa phân thắng bại. Đúng rồi, hai thằng. Ê, quên. Ê, tao bạn mày. Xin lỗi tía, hai tía con chưa phân thắng bại. Lần chót mình thi thơ đi. Chơi thơ hả? Chơi thơ. Trời, mày chết chắc rồi. À, thơ thường không chơi mày. Chứ sao? Ôi, thơ chấm biếm thối hư tật xấu của xã hội. Mày dám không? Chơi tía luôn. Rồi mày ra đề trước. Rồi nghe cho kỹ nha. Rồi. Bò không ăn cỏ bò ngu. Bò không ăn cỏ bò ngu. Mày mà ăn cỏ mày ngu hơn bò. Cái gì vậy, chửi hoài em nổi. Này thơ chấm biếm mà. Tới tao phải không? Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn dưới quê ngọn tỏ ngọn lu. Ông già có vậy mà ngu, mở đèn sáng quắc là làm sao cua bộ. Mày vợ con đùm đề còn ham hố à. Bây giờ không ham, mai mốt xuống hố lấy gì ham ông nội. Gì nó cũng nói được, tới mày này. Rồi tới con á. Ngồi buồn chẳng có một ai, soi gương mình thấy đẹp trai vô cùng. Đẹp trai nhưng lại bị khùng. Gì khùng? Vì khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai, mặt mày đẹp hả? Ở Bình Dương nè em nói con giống tía. Ừ, đúng rồi. Gì đó? Em nói tao khùng giống mày. Có lùng. Lẹo mép tới tao nè. Rồi, tới tía. Ra sân cầm chổi quét nhà. Có con chuột nhắt bò vô, ống quần. Hết hồn đập cái chuột con chạy mất còn đau. Xí. Gì? Đau là đau gì mày? Tập gì đau đó, hỏi các cớ không à? Lẹo mép tới mày á. Tới con phải không? Gương kia ngự ở trên tường, bao giờ mới gặp được người mình yêu? Gương cười gương bảo lại rằng sao? Mặt mày mà có người yêu tao cùi. Con có hai bàn ghệ luôn á. Ghệ nào? Ghệ bán vịt lộn nè. Ghệ bán ngũ đế nè. Còn nào nữa? Ghệ làm trong bệnh viện Bình Dương nữa kìa. Chứ giữ không? Tới tao phải không? Rồi nghe câu này quan trọng nha. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Nghe. Đêm qua nằm ngủ một mình. À. Nửa đêm thức giấc rung rinh trong quần.
Bậy đừng có thua rồi cắt cớ cả chiếc. Không mà cái này là tao có đi học trò, cái này là trí tuệ nha. Phải không? Ờ. Tao thì chỉ nói lại coi. Nghe kỹ nè. Đêm qua nằm ngủ một mình, nửa đêm thức giấc rung rinh trong quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn điện thoại trong quần nó rung. Dữ. Vậy thôi. Rồi giờ cho tiếng khuyến mãi câu nha. Dạ. Rồi, câu này cũng rất là quan trọng nè. Đời không có cha, đời như chó cắn. Có cha rồi thà chó cắn còn hơn. Ừ, đó. Dịch sẽ quẹo quẹo bà xưa mình nói mày. Nói gì? Công cha như núi Thái Sơn, công nhà tài trợ còn hơn cha nhiều. Trời ơi. Đó bà con coi nuôi nó tới lớn, nó coi nhà tài trợ hơn tôi. Nè mày ở đây đi, tao về cổ cò tao ở luôn. Tía, con giỡn chơi tía thôi. Bây giờ con ra con phụ vợ con bán hủ tiếu. Mẹ hứa nhiều lần quá, bây giờ mà hứa một lần nữa chắc ăn cho tao tin coi. Tía yên tâm đi, anh mở nhạc, mở cái là... Hôm nay chắc ăn rồi. Hôm nay xin hứa với cha, từ nay về sau con đây không còn quậy phá và không rượu chè. Mừng cho con đã được nên người, lòng ba mong bấy lâu gia đình em ấm hạnh phúc, cả nhà mừng vui, chúc cho muôn nhà yên vui. Ba mày đến đây đã hết chi quá. Học tài thay mặt Lê Nam. Hẹ.